Chào các bạn quay lại với kênh Cybergaming. Lúc nãy thì chúng ta đã gặp lại hai Super Runner. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp lại chú robot nha các bạn. Chú robot này xuất hiện trong các bản update Trường An vào cái thời điểm diễn ra cái ngày lễ của tháng tự hào các bạn, đó chính là Pridebot. Và hôm nay thì Pridebot sẽ sử dụng cái ván trượt, đó chính là cái ván trượt Wish hết các bạn, một cái đám mây màu hồng. Và đây cũng chính là lời yêu cầu của một người bạn có cái nick là SnowfoxVN. Xin chào bạn nhé. Nhạc nền thì bạn không yêu cầu nhưng mà mình sẽ để cái nhạc nền mặc định luôn nha các bạn. Và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với Marrakesh, vì lúc nãy thì chúng ta đã khám phá Edenbrook rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Marrakesh nha các bạn. Và bây giờ thì xin mời bạn SnowfoxVN cùng với những người bạn quen thuộc của kênh, chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc và khám phá Marrakesh cùng với Pridebot và cái ván trượt Wish hết nha các bạn. Rồi, xuất phát thôi các bạn ơi. We'll be right back.
Thank you.